đến từ công ty nhà đẹp Green. Giới thiệu với mọi người, đây là đồng chí Tộc, là cán bộ kỹ thuật của công ty Vingroup. Thì hôm nay là rất cảm ơn anh Tộc đã cho tôi được tham gia vào công tác kiểm tra phần gạch. Thì chất lượng gạch này thì có kiểm tra về độ phẳng, kiểm tra về độ ổn. Thì phương pháp kiểm tra như sau, thì chúng ta trước mắt là trước hết là chúng ta sẽ kiểm tra cái phần ổn của gạch sau khi chúng ta đã lát. Thì công tác chuẩn bị thì chúng ta chuẩn bị một cái gạch này để kiểm tra. Thì cái gạch này trên thị trường bán rất nhiều, hoặc là chúng ta có thể mua cái bi sắt xong chúng tôi hàn vào cái ti thạch cao, thì cũng là một cái phương pháp cách để chúng ta kiểm tra độ ổn. Mà cái này thì kiểm tra rất chính xác. Đây chúng ta tiến hành như sau. Đây chúng ta kiểm tra toàn bộ các viên của khu vực lát này. Nếu mà khi mà chúng ta gõ như thế này thì cái hiện tượng nó chắc thì là không ổn. Đây. Đấy. Đây là bên này là không ổn. Hầu hết là tất cả các viên, lưu ý là thường thì thợ bắc thợ là thường hay khi cho cái xi vào thì cái phía sắt này là cho nhiều hơn, vì là nó liên quan đến là thép lát vào mà cho nhiều thì nó sẽ bị đẩy mạnh, cho nên là chúng ta chỉ lấy ra như thế này không được. Anh đánh dấu của em này, thì đấy là cái cách kiểm tra như vậy. Và khi đăng này thì chúng ta cũng có thể kiểm tra được cái độ phẳng của cái mạch viên gạch của mình nhau. Nếu mà chúng ta đi ngược này thì có hiện nhu ra. Trường hợp mà nó có một góc mà ít thì chúng ta xem xét là có thể chúng ta cũng không cần. Còn nếu trường hợp viên gạch nào mà nó ổn nhiều quá thì bắt buộc chúng ta phải cải lên và thay cái viên đó. Cái hai là trong quá trình kiểm tra thì chúng ta kiểm tra những cái mạch của gạch này xem nó đủ hơn. Ví dụ cái lát lên này là cho chúng tôi đang để 3 ly. Tương tự như cái phần lát lên này là khu vệ sinh thì chúng ta cũng kiểm tra cũng như vậy. Mời các bạn chúng ta vào khu vệ sinh. Khu vệ sinh này thì chúng ta kiểm tra như sau. Đấy là trên đây là cái phương pháp mà chúng ta trực quan nhất để chúng ta kiểm tra xem là gạch là nó có bị ổn hay không, và cái ổn mức độ ổn nó như thế nào, để chúng ta từ đó chúng ta có thể điều chỉnh bằng cái phương pháp đó là chúng ta thay gạch như thế đấy vào. Thì
Thì còn cái các vị trí mạch thì cứ lưu ý là các bạn kiểm tra lại toàn bộ cái phần viết cái trà mạch này xem có đủ được không. Trường hợp mà chưa đạt, ví dụ như trường hợp này chưa đạt thì chưa viết mạch này mà phải chiết hết vào các vị trí của nó. Vâng, trên đây là tôi giới thiệu cho chia sẻ mọi người về phương pháp trực quan về kiểm tra gạch bị hộp hay không bằng phương pháp que thử. Vâng, xin cảm ơn, chào mọi người.